Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về đề án sắp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống trường sư phạm. Theo kết luận của Phó Thủ tướng, việc xây dựng và trình hai đề án nêu trên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đúng quy trình thủ tục phó thủ tướng ra bộ giáo dục và đào tạo tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện và sử dụng hai đề án này vào việc xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm